khiến tất cả ngỡ ngàng, U20 Việt Nam đạt đẳng cấp World Cup ở giải châu Á. Huấn luyện viên thể lực Cedric Rozier so sánh thông số thể lực của U20 Việt Nam ngang ngửa với đội tuyển Maroc tại vòng chung kết World Cup 2022. Sau chiến thắng bất ngờ trước U20 Úc ở trận ra quân, U20 Việt Nam đã có buổi họp vào sáng ngày 2 tháng 3 để nghe huấn luyện viên thể lực Cedric Rozier tổng hợp lại những thông số kỹ thuật quan trọng ở trận đấu trước. Điều bất ngờ nhất là thông số của U20 Việt Nam đạt đẳng cấp dự World Cup. Cụ thể theo thông tin từ VFS, các cầu thủ của U20 Việt Nam có thông số thể lực vô cùng ấn tượng, có thể ngang bằng với những gì mà một vài cầu thủ của đội tuyển Maroc đạt được ở vòng chung kết World Cup 2022. Đây chính là đội bóng gây bất ngờ nhất tại giải với việc vào tới tận vòng bán kết. Ở trận đấu với U20 Úc, U20 Việt Nam đã trình diễn lối đá pressing tầm cao cực kỳ ấn tượng trong suốt 90 phút. Những tình huống áp sát rất nhanh trong suốt cả trận đấu khiến cho những cầu thủ cao to của U20 Úc trở nên lúng túng. Điều này giúp U20 Việt Nam có một thế trận ngang ngửa với Úc. Chiều cùng ngày 2 tháng 3, U20 Việt Nam được ban tổ chức giải U20 châu Á 2023 tạo điều kiện tập trên sân vận động Istiqlal thay vì phải di chuyển sang thành phố Fergana, Uzbekistan. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp U20 Việt Nam đảm bảo và duy trì được thể lực trước trận đấu quan trọng với U20 Qatar. U20 Việt Nam có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Các cầu thủ đá chính ở chiến thắng 1-0 trước Úc chỉ tập nhẹ với các bài khởi động và chạy hai vòng sân. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ dự bị thực hiện các bài tập di chuyển, phối hợp với nhau trong phạm vi hẹp và hoạt động với cường độ khá cao. Ngoài ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các cầu thủ mổ băng phân tích một vài tình huống đáng chú ý trong trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Úc. Trận đấu thứ hai của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 được đánh giá là rất khó khăn khi phải chạm trán với U20 Qatar, đội không được phép thua. Dù là đội thuộc nhóm hạt giống số 1 nhưng U20 Qatar đã bất ngờ để thua Iran ở trận ra quân và khiến cho cục diện bảng B trở nên rất khó lường. Vòng chung kết U20 châu Á 2023, giải đấu được truyền hình trực tiếp và trọn vẹn trên nền tảng FPT Play tại website play.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.